Chào ngày mới. Khang Audio 1861 xin kính chào các thượng đế. Bây giờ là 10 giờ 45 phút ngày 11 tháng 3 năm 2024. Như thường lệ, lời đầu cho mình gửi lời tới những ai đã gọi điện, nhắn tin, bình luận, đặt hàng mà mình chưa phúc đáp được. Mong mọi người tiếp tục cho mình một cơ số thời gian nữa, mình sẽ phúc đáp tất cả. Trân trọng cảm ơn. Số điện thoại 0368888479, nơi các thượng đế gửi trọn niềm tin để Trần Văn chốt những chiếc radio cassette hay là sửa chữa radio cassette, rồi là linh kiện về radio cassette, băng cassette, hân hạnh được phục vụ. Video sau thì sẽ xoay chiếc đài sáp có model là GF505 SCT. GF này, 505 SCT này. Đấy, sáp bát 18 nha. Hôm qua thì mệt rồi. Qua đi coi như thế là 200 cây số về giới thiệu với mọi người. Em mà vẫn bọc ni lông. Đấy. Nhưng mà hôm nay thì đương nhiên là sẽ gỡ ni lông ra để giới thiệu. Video sau thì sẽ giới thiệu, còn video này thì phục vụ một số thượng đế về băng cassette. Sáng giờ thì báo cáo với lại mọi người là mới có 3 người thượng đế Trần Văn Chốt băng cassette thôi. Đấy, một người thượng đế ở thành phố Đà Lạt, một người thượng đế ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, một người thượng đế ở tỉnh Lâm Đồng. Trân trọng cảm ơn 3 thượng đế. Cũng cho mình gửi lời coi như là cảm ơn sâu sắc những thượng đế coi như là đã sử dụng những sản phẩm của mình, chuẩn bị sử dụng những sản phẩm của mình. Một lần nữa trân trọng cảm ơn. Xin thưa với lại các thượng đế, ở combo băng cassette này có tựa đề là combo băng cassette số 1. Ngày hôm nay là ngày 11 tháng 3. Đấy. Các thượng đế mà ưng cái bụng thì nói rõ để tránh nhầm lẫn với lại những combo của những ngày trước. Combo này có 6 cuốn, 1 2 3 4 5 6. 6 cuộn băng này trân trọng gửi tới mọi người với một mức thóc rẻ nhất của đất, đó là 50.000 đồng một cuộn. Những cuộn băng này trước khi thâu mình tuyển lựa, sau khi thâu mình kiểm tra về chất lượng âm thanh mặt A và mặt B. Đây là những đệ tử văn võ song toàn mà sư phụ Khang coi như là cho xuất sư. Cuộn băng thứ nhất là băng Sony HF90. Nội dung chương trình là tứ đại danh ca hát ở trong cuộn băng này. Âm thanh thì nhắc lại với các thượng đế là nó có một cái khiếm khuyết là vỗ đùi đen đét, hay là lắc lư theo điệu nhạc, hay là nghe rất chi là nghe là mắt nó cứ díu vào. Băng này là băng Sony HF90 tem đỏ. Nội dung chương trình là ca sĩ Hương Lan. Ca sĩ Hương Lan. Cuộn băng này là cuộn băng thứ ba. Đường về một đêm mưa gió tả tơi. Ca sĩ Chế Linh và ca sĩ Thanh Tuyền song kiếm hợp bích. Có bài Hương Tình Cũ đấy. Đường về một đêm mưa gió tả tơi. Cuộn băng này là cuộn băng thứ tư. Băng Sony HF90. Ca sĩ Trường Vũ. Cuộn băng này là cuộn băng thứ 5. Băng TDK, ca sĩ Sơn Tuyền. Băng này thời lượng có 60 phút thôi, TDK. Và cuộn băng này là cuộn băng thứ 6. Sony HF90, ca sĩ Duy Khánh. Hát nhạc sau 1975. Các thượng đế lưu ý cho những cuộn băng này đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi. Chất lượng âm thanh nếu như nó mà không ưng cái lỗ tai của người nông dân ấy thì chỉ có Trần Văn tặng thôi nha. Còn đương nhiên là nó ưng cái lỗ tai thì cung cấp với một mức thóc, thế nhưng mà thóc cũng là rẻ nhất quả đất. 300.000 đồng
cho 6 cuộn băng này. Một là tứ đại danh ca, hai là ca sĩ Hương Lan, ba là ca sĩ Chế Linh Thanh Tuyền, bốn là ca sĩ Trường Vũ, năm là ca sĩ Sơn Tuyền và sáu là ca sĩ Duy Khánh. Ở combo này không có nhạc sau, không có nhạc trước 75, toàn bộ là nhạc sau 75 hết. Thôi thế mình dừng video ở đây. Thân ái chào tạm biệt. Xia xia.